Giai đoạn thứ hai, cái cách thứ hai, của cách thứ ba, giờ nó đây rồi, ok, cái thứ hai à, nhanh nhanh lên mình à. Hai à, Bảo Khanh đi, à Trâm Anh, Lâm Trâm Anh. Dạ em á thầy. Ừ. Dạ thứ hai là phải mua chứng khoán đem lại lợi ích cao nhưng mà có mức rủi ro thấp. Đúng Cái này nó hơi mâu thuẫn với thầy rồi. không, không phải, không Em phải là mua, không phải. Ờ tí đi, em nói đi. Dạ em thấy ví dụ như tín phiếu kho bạc thì mức rủi ro của nó là thấp đúng rồi nhưng mà chưa chắc lợi nhuận nó sẽ cao. Ok. Hay là Thật ra cũng có đó, thật ra ngân cũng có đó, nói chung là lợi ích cao mức rủi ro thấp cũng có đó, mà không có đâu ha. À, cho nên mình phải, thì vì đó là mong muốn mình phải tìm đó. Hay nhất mình phải tìm thôi, thật ra không có, và không có đâu, ai 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 bấm gì thì mới tin tin nè. Nghĩ chi, Nghĩ chi nói gì, Nghĩ chi, Nghĩ dạ chi thưa thầy, là ngân hàng phải mua được chứng khoán đem lại lợi ích cao và mức rủi ro thấp, thì mức lợi ích cao ở đây đó là có tính thanh khoản dễ chuyển đổi. rồi, ok rồi. Rồi cảm ơn hai bạn ha. Rồi ý này như vậy đi, rồi ý thứ ba, mời bạn khác à. Ý thứ ba, ai bấm tay này, rồi Hoàng Trang á, Hoàng Thị Trang. Dạ, ý thứ ba, trong quá trình quản lý tài sản thì ngân hàng phải nỗ lực hạ thấp mức rủi ro bằng cách đa dạng hóa. Ở đây tức là phân bổ tiền vào nhiều loại đầu tư khác nhau. Thì nó thực hiện bằng cách là mua nhiều tài sản ngắn hạn, dài hạn, trái phiếu kho bạc hay là trái phiếu thành phố và chấp thuận nhiều dạng cho vay với nhiều khách hàng. Ở đây thì có một cái ví dụ là vào năm 1980, ngân hàng quá đầu tư vào các công ty năng lượng kinh doanh bất động sản hoặc là nông dân đã vay tiền và phải chịu nhiều khoản tổn thất lớn khi giá năng lượng, giá bất động sản và giá nông sản giảm sụt. Thì ở đây sau đó có một cái thuật ngữ là bỏ quá nhiều trứng vào một giỏ. Cái thuật ngữ này em hiểu đơn giản là họ đã đầu tư tất cả các tiền của mình có vào một cái loại hình đầu tư nhất định, thì khi mà giá nó sụt giảm một cái thì họ làm mất hết tất cả. Nên là ở trong cái điều thứ ba này họ khuyên là nên phân bổ tiền vào nhiều loại đầu tư khác nhau, để như kiểu lỡ như một cái lĩnh vực nào đó mà nó giảm sụt xuống thì còn có cái lĩnh vực khác nó tăng lên để mình cân bằng và tránh rủi ro thôi. Rồi hỏi em trái nghĩa với trái nghĩa với ở đây là chuyên môn hóa là cái gì? Trái nghĩa với chuyên môn hóa hả thầy? À là gì? Em chỉ hiểu là nó là chuyên môn hóa là một cái chuyên về một lĩnh vực Đúng nào đó rồi, đúng thôi. rồi, chuyên môn hóa, trái nghĩa với chuyên môn hóa chính là cái gì? Đa dạng hóa. Đa dạng Trời ơi. hóa. Vậy trong đây nó bạn này nó nói là phân tích, là nó phân tích gì? Nó phân tích đa dạng hóa hay chuyên môn hóa? Nó đang Dạ nói nó về phân vấn tích đề gì? đa dạng hóa, Cái gì? Nó đang nói về chuyên môn hóa chứ đúng không? ý là nó đang nói là từ Nó mục đích muốn chuyên môn hóa để nhằm là khuyên khuyên đầu tư đa dạng hóa, nó khuyên đừng đừng đầu nên tư chuyên môn hóa đừng mà có là chuyên môn nên hóa đầu đúng tư đa không, dạng hóa. Dạ mà nên đa dạng hóa đúng không, dạ đúng không, dạ vì để phòng ngừa rủi ro dạ đúng rồi. đúng không. Ok rồi, bây giờ thầy hỏi em, Dạ. đa dạng hóa có rủi ro không, Dạ theo em là có. có sao em nói vậy? Đa dạng hóa nó cũng có, tức là nó kêu mình là đầu tư vào cái nhiều loại hình đầu tư khác nhau, nhưng mà cũng chưa chắc là những cái loại hình đầu tư đó nó không có rủi ro thôi. Chưa Thì chưa 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 đúng cái ý của thầy.
À, bây giờ thầy hỏi cô khác Dạ. ha. Ở trên đó, nó nói á, ở trên nó nói á, chuyên môn hóa rủi ro đúng không? Dạ. Vậy em có cách nói nào chứng minh hay lập luận cái nào lập luận là chuyên môn hóa không rủi ro không? Chuyên môn hóa ít rủi ro hơn không? Em có một cách lập luận là ví dụ như mình kinh doanh chuyên môn hóa đúng thời, thì ví dụ mình đầu tư chuyên sâu vào một cái mặt hàng nào đó, tức là mức tập trung của mình sẽ rất cao, thì tức là mình sẽ tập trung nắm chắc cái thông tin về thị trường, về khách hàng, về giá cả như thế nào đó và tình trạng của hàng hóa đó nó có bền hay không. Thì sau đó mình sẽ tập trung như vậy, mình sẽ nắm được cái tình hình biến động của nó trên thị trường, thì lúc đó mình sẽ nắm được cái các cái thông tin độc quyền trong đó và mình làm giảm thiểu rủi ro. Đó, thấy chưa? Em lập luận cũng hợp lý đúng không? Như vậy Dạ đúng. thì dễ đa dạng hóa trong trường hợp này là rủi ro hơn chứ đúng không? Dạ. Đúng không? Khi mình chuyên sâu, mình giỏi vấn đề đó thì dĩ nhiên ít sự rủi ro hơn. Như Dạ. vậy thì nó vấn đề nằm ở chỗ nào? Vấn đề ở đây là chỗ nào? Ý của ông thầy muốn nói gì? Là Đó, ý muốn gì? theo em thì hai cái này nó kiểu cũng bất cập với nhau đó À, thì có nghĩa là ông thầy muốn nói là khó lắm. Lập luận mình phải lập luận vậy đó. Thầy thầy. cô giảng, giáo viên giảng luôn luôn phải đưa hai chiều. Luôn luôn là hai chiều. Bạn thấy không? Đó, bây giờ coi Việt Nam này nè, Việt Nam nè. Việt Nam hiện nay nè. Tỉnh nào cũng muốn xây cảng, xây sân bay. Trong khi vậy, đất nước vốn đầu tư nhỏ đó, chuyện gì xảy ra hiểu không, Dạ. hiểu không? Việt Nam hiện nay tỉnh nào cũng muốn xây cảng, xây sân bay, trong khi vốn đầu tư còn nhỏ đúng thời, thì sẽ dẫn đến là kiểu nhiều cái sân bay đó thì cái lượng khách vô mỗi 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 cái sân bay nó sẽ giảm xuống. Đúng rồi, đa dạng hóa đúng không? Vậy thì là dàn trải, Dạ. không hiệu quả. Không có tập trung được nhiều vô. Cái thằng nào giỏi nào chuyên đó hay hơn đúng không? Dạ. Đó. Thì đó nó cũng là, đó là vấn đề mà cái lập luận của chuyên môn hóa đa dạng hóa, mặc dù trong tài liệu này thì nó lập luận như vậy. Dạ. Ok, thì nó lập luận như vậy thì nó cũng có ví dụ của nó ha. Thì Dạ. thôi thì mình cũng lặp lại ngược lại cũng được. Như vậy thì một ngân hàng đa dạng hóa hay chuyên môn hóa, mình cũng phải có chiến lược của từng ngân hàng đúng Dạ đúng rồi. không? À, ví dụ như ngân hàng, có ngân hàng cho vay khách hàng nhỏ lẻ, cho vay ngành nào cũng cho vay, có những ngân hàng ta chuyên cho vay cái ngành đó thôi, tại vì ta am hiểu cái ngành đó thôi, thì họ cho vay sẽ họ sẽ ít rủi ro hơn, tại vì họ có chuyên như em nói chuyên đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn em ha, như vậy được rồi ha, thì chắc hợp lý ha, thì đã cùng mấy bạn Giang hỏi qua hỏi lại thì cũng ra vấn đề. Rồi, biện pháp cuối cùng, biện pháp bạn Trang số 3 kết luận là mình đa dạng hóa các danh mục đầu tư tài sản, thì lúc đó sẽ có cái delta, gọi là cái beta, mà rủi ro nó sẽ giảm, mà đồng thời lợi nhuận nó ổn định ha, lợi nhuận nó vừa phải đó. Ý là dùng cái xác suất để nó tính được cái này, nói chung cái này cũng dùng xác suất để tính được cái beta trong cái chương trình Campbell á, nó sẽ tính mình được cái này. À, nó cũng hợp lý thôi, mà chẳng qua mình muốn phản biện một chút xíu về cái này cho bạn hiểu thêm. À, rồi bây giờ cái cuối cùng, ai giơ tay ạ? À? Rồi, cảm ơn Hoàng Trang. Bạn thứ tư ạ, à? Nhanh lên em. À, nhiều người giơ tay quá ta. À, ai Hiếu rồi nè, chân rồi, nhã chân đi, lên nhã chân hình như chưa. Bỏ chân rồi mà, lên nhã chân đi. Dạ, cái ý thứ tư là ngân hàng phải quản lý tính thanh khoản trong các loại tài khoản của mình để đáp ứng được tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10% tiền gửi mà không phải chịu các khoản chi phí như ở nêu ở ở phía trên hay nữa nêu mục một. Gì nữa không? Là
Cái này là em nghĩ là ngân hàng nên nên đầu tư một các loại chứng khoán có tính thanh khoản cao, tại vì quản lý danh mục của mình là chủ yếu về chứng khoán và các khoản cho vay, cho nên là em nghĩ nên nắm giữ các loại chứng khoán có tính thanh khoản cao để lúc mà mình cần chi trả cho khoản tiền gửi được rút ra thì mình có thể đem chúng quy đổi ra bán lại để có thể chi trả cho khoản tiền gửi chảy ra này. Rồi, ok, em hiểu rồi. Đoạn này cũng đơn giản và đợi thầy tí. Rồi, như vậy thì ý thứ tư thì thầy hiểu hiểu bạn là lên đây nhảy chân rồi. Rồi bây giờ thầy chỉ muốn chỉnh cái câu này, có nghĩa là bạn đừng có dùng cái lũy kế dự trữ bắt buộc là 10% nha em. Tại vì em ở đây là chỉ là ví dụ phía trên thôi, khi mình nhắc tới á, ở trên này nó không liên quan đến ví dụ nữa thì em đừng có nhắc từ 10%, tại vì nó không có thành, tôi sợ các bạn quen á, quen mình nói sai những cái mình nói, mình cái thành thói quen á. Như nhiều cái bài tập á, nhiều thầy cô cho cái bài tập á là suốt trong 10% á, cái môn đầu cũng vậy, môn này cho 10%, cái thuộc cả lớp cũng quen 10%, lúc nào ra đường nói 10% thì sợ rồi, bạn sắp ra trường rồi mà, cho nên mình nói cho nó đúng. Tại vì tỷ lệ bắt buộc bây giờ nó có 1-2% thôi, mà thay đổi liên tục vào 1-2 một cách mấy gì thôi, 3% là cùng à, cho nên đừng nói 10% nha em. Rồi với một cái nữa nhân tiện á, có nhiều thầy cô cho làm bài tập môn tín dụng vừa rồi á, biết các em học môn tín dụng chưa hay là gì đó thầy không nhớ, thì hay làm sao số gì là cho gì mà tài sản cho vay bằng tối đa bằng 70% giá trị tài sản thế chấp, đúng không em? Dạ hình như có chỗ đó Cho cái câu 70% không có đúng, cho cái thành thói quen rồi bạn ra ngoài đường mà suốt ngày cứ nói 70% tài sản thế chấp là không đúng, cái số đó không được. Học học nghiệp vụ nghèo thì nói không có tài sản đảm bảo, không có dùng, không có nói là cho vay tối đa 70% giá trị tài sản đảm bảo, tùy ngân hàng, tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh, hiểu không? Chứ không phải lúc nào cũng vậy nha, nhớ đừng có thuộc mấy cái đó nha, ok chưa? Rồi ok, thôi ý vậy thôi. Rồi như vậy thì mình đi vào quản lý nợ chút xíu ha, nợ. Rồi bây giờ mình vô phòng mở đầu quản lý nợ, rồi đây là đầu đi. Rồi mời bạn nào ạ? Để chuyện cho thầy nghe, giờ thầy không đọc mà thầy lại hiểu mới hay ha. Mời bạn nào ạ? Lê Đức Anh. Ê, Lê Đức Anh phát biểu rồi, bảo hiểu hiểu À không thầy ơi, ý là em vẫn chưa giải quyết xong, em vẫn còn còn có cái muốn nói ở phần 2 ạ. Em nói đi, em muốn trình bày cho lớp coi. Ý là em sẽ trình bày với thầy, không biết là cái cách hiểu của em có đúng không. Em nói. Em thưa thầy, mình có ba mục tiêu chính mà mình cần quan tâm, đó là lợi nhuận, rủi ro và thanh khoản, đúng không ạ? Vậy thì Đúng mình trong bài của thầy á, trong bài không? của thầy á là Đây nó là có cái sách, tới theo bài của thầy, sách sách của người ta. theo trong Sách sách á, sách tài liệu á, rồi. thì nó có bốn cách để Ừ. ngân hàng có thể quản lý được cái ba cái mục tiêu đó, Đúng rồi. để có thể tác động một cái ba mục tiêu đó. Đồng ý. Vậy thì em sẽ đứng trên quan điểm trung lập bằng cách đó là sẽ xem xét từng từng xem xét từng cái phương, gọi là xem xét từng cái cách thực hiện và cho ba cái cách thực hiện kia là không đổi, để xem xét được cái tương quan giữa lợi nhuận, rủi ro và thanh khoản. Đó là thứ nhất, khi mà mình phải tìm kiếm khách hàng để trả lãi suất cao và tỷ lệ nợ lại thấp á, thì nó có hai cái yếu tố, đó là khách hàng có cái mức rủi ro tín dụng không tốt, thì sẽ có nhiều khách hàng có mức rủi ro không tốt, và mình chọn cái khách hàng nào mà có cái sự không tốt ít hơn, hay là việc là sàng lọc giảm sự lựa chọn tiêu cực tới mức cho phép, nghĩa là vẫn sẽ có cái lựa chọn tiêu cực nhưng mình chọn được cái mức tiêu cực cho phép, thì lúc đó cái sự tương quan giữa ba mục tiêu đó thì cái lợi nhuận càng cao thì rủi ro nó sẽ càng lớn, Đúng rồi. và ngược lại thì ngân hàng sẽ có hai cách, đó là cho vay mạo hiểm hoặc là cho vay an toàn. Chính xác. Lúc này á, thì thanh khoản sẽ không tác động nhiều, thanh khoản lúc này sẽ không tác động nhiều, không bị tác động nhiều trong cái mối quan hệ và lợi nhuận với cả rủi ro. Nhờ vừa đến với cái
cái cách thực hiện thứ hai đó là mua chứng khoán á, thì khi mà mua chứng khoán á thì thanh khoản sẽ bị giảm. Nghĩa là ba ba cái cách kia đều không đổi nha, mà chỉ mua chứng khoán thôi thì thanh khoản sẽ bị giảm, lợi nhuận sẽ tăng tối ưu, nhưng rủi ro thì lại không bị tác động nhiều, hoặc nếu có thì nghĩa là thanh khoản và lợi nhuận lúc này nó bị tỷ lệ nghịch với nhau. Rồi đến với cái cách thực hiện thứ ba đó là đa dạng hóa tài sản sản và cơ cấu lại danh mục đầu tư á. Thì lúc này á, khi mà đa dạng hóa được tài sản, hay là nghĩa là nó có hai cách. Một đó là khi mà thấy ngân hàng đang không được nhiều vị trong cái việc đầu tư á, thì cần phải đa dạng hóa lên. Còn nếu như mà đang thấy thị trường đang bất ổn ở những cái ngành đó thì cần phải cơ cấu lại danh mục đầu tư. Thì ta lại có hai thứ bị tác động với nhau, đó là rủi ro và thanh khoản. Nghĩa là khi mà thanh khoản được tối ưu thì rủi ro sẽ bị kiểm soát, và rủi ro lúc này sẽ bị nhì cao. Còn khi mà thanh khoản tối ưu thì tại vì khi mà thầy đa dạng hóa thì cái mức thanh khoản cao, nghĩa là đa dạng hóa nhiều cái loại tài sản, thì khi thầy mình cần tài sản lại thì mình bán ngay. Đúng rồi, thì đó thì rủi ro thấp, là thanh khoản cao nhưng mà rủi ro thì sẽ khó kiểm soát và có thể là tăng. Còn khi mà thanh khoản, còn khi mà cơ cấu lại danh mục á, nó cái danh mục đầu tư thấp lại á, thì cái thanh khoản nó sẽ bị giảm, nhưng cái sự kiểm soát rủi ro nó sẽ đỡ hơn cho các cái chuyên viên, cho các cái nhà chiến lược của ngân hàng. Rồi đến với cả cái cách thực hiện thứ tư á, là cân đối tối ưu tỷ lệ dự trữ dồi dào và tài sản sinh lời có tính thanh khoản cao. Đúng rồi. Thì lúc này á là cái rủi ro và lợi nhuận bị tác động và tỷ lệ nghịch. Lợi nhuận và thanh khoản bị tỷ lệ nghịch. Nghĩa là khi lợi nhuận mình được tối ưu và mình tăng lên so với việc để tiền dồi dào, thì cái tính thanh khoản lại thấp đi. Đúng rồi. Còn khi á mà tính thanh khoản cao thì bị khớp. Em nói lại, nghĩa là lợi nhuận sẽ tỷ lệ. Vâng. Rồi, okay. Vậy thì á, ta sẽ có một cái nhận xét, đó là ở mỗi một thời kỳ. Đúng rồi. Ở mỗi một thời kỳ khác nhau và các cái số tài chính khác nhau của một ngân hàng ở tại thời điểm cụ thể, thì ngân hàng đó cần phải chọn một cái giải pháp hợp lý để tối ưu hóa lợi nhuận, giảm rủi ro và đảm bảo tính thanh khoản. Hay là bốn cách thực hiện này đều được triển khai một cách đồng loạt, tối đa hóa lợi nhuận luôn, đúng rồi, giảm thiểu rủi ro luôn, và nới rộng ra cái tính thanh khoản. Thì cái điều đó là thực tất là không có, và cứ mỗi một ngân hàng sẽ có các cái chính sách khác nhau và không tương đồng nhau. Đúng rồi. Cho nên em đã nói có một cái sự tương đối. Tương đối thôi, đúng rồi, là sách mà không ai biết. Nhưng mà rõ ràng là khi mà đọc cái bài của thầy á, thì em cảm giác như kiểu là thầy bị quy chụp là ôi bạn nào cũng cứ tìm khách hàng, các nhân viên cứ tìm khách hàng có trả lãi suất cao lên và rủi ro ít. Nếu như mà ai mà cũng biết được như vậy á, thì sẽ không có cái tính cạnh tranh rồi, bởi vì một số ngân hàng phải chấp nhận cho vay mạo hiểm để đảm bảo được cái mục tiêu thứ nhất. Đúng rồi. Và cái thực trạng mà mình thấy được đó là nhiều ngân hàng vẫn có nợ xấu, chứ đâu phải ngân hàng nào không có nợ xấu đâu. Và đúng các rồi. Cách thực hiện khác cũng vậy, đều có cái tiêu cực, và những các ngân hàng chấp nhận tiêu cực để ngân hàng tồn tại vì đúng một rồi. Cái mục tiêu lợi cơ hội lợi nhuận, đúng lợi không nhuận. Rồi thì rồi hợp lý. Như vậy thì mình nhìn toàn cục là nó tách ra từng phần thì nó như vậy, nhưng mà khi nhìn toàn thể tổng thể như bạn Đức Anh nhìn tổng thể thì rõ ràng đây là vấn đề nó mang tính thức tương đối thôi ha. Rồi hợp lý. Rồi, cảm ơn bạn Đức Anh nhiều nha. Rồi mình tiếp tục về quản lý nợ. Thôi, nó cũng gần hết giờ rồi ha, gần hết giờ rồi. Vậy các bạn có học thêm cái phần quản lý nợ chút không, mình nghỉ hay sao? Sợ là nó mình nay nghỉ sớm xíu đi thầy. Rồi nay cuối tuần mà ai phát biểu vậy? Relax. Dạ em bảo gì rồi. Ok rồi Đức Anh nè, bạn lớp một bạn hỏi là Đức Anh ở trong lớp mấy môn khác á, được phát biểu nhiều không, được đã không, được phải đã không? Đức Anh nè, hỏi thăm mấy bạn á, thôi hỏi thăm chung đi, không cần nữa. Đức Anh cả lớp mình thấy học môn thầy phát biểu đã không? Đã đúng không?
thoải mái phát biểu ha, tranh luận ha. Rồi, hợp lý. Mình nghỉ xíu nha, mình nghỉ luôn chứ quên. Nghỉ luôn. Rồi mình nghỉ luôn nha bạn nha. Thì bữa sau bạn đọc bài gì tí nha, đọc bài kỹ xíu được không? Dạ được thầy. Okay, dạ được thầy ơi. Dạ thầy ơi, à, phát biểu có được điểm cộng không thầy? Được chứ. Có bạn ơi, tôi có ghi lại á. À, cảm okay. ơn bà nha. À ok. Dạ. Bye bye thầy. Thầy, ai phát biểu cũng được điểm cộng hay là thầy cho điểm cộng mới được thầy? Thì về về cơ bản hôm nay các bạn đều phát biểu tốt mà, à, nên cho các bạn cứ phát biểu cho điểm cộng đi, nha. Dạ, cảm ơn thầy. Ok, rồi.